khám phá tủ đồ của bố mẹ, trai đẹp gái xinh bất ngờ lên xu hướng. Tôi dám cá là sau chiếc clip này sẽ có cực nhiều bạn chạy ngay sang tủ đồ của ông bà bố cho mà xem. Lý do thì cứ xem tiếp đi vì đảm bảo cuốn hơn cả bánh. Cô gái nọ sau khi nghe mẹ tâm sự rằng thì là ngày xưa bằng tuổi mày tao nhiều dai theo đuổi lắm, đã quyết tâm chứng minh theo cách độc lạ, đó là diện thử tủ váy của mẹ, và kết quả khiến ai nấy bất ngờ. Gái xinh đã lên xu hướng thì trai đẹp đâu thể ngồi yên. Anh chàng kia cũng khám phá tủ đồ của bố, phối hợp thêm giày, túi phụ kiện. Và ô kìa, biến ngay thành fashionista chỉ trong chớp mắt. Đúng là quần áo không phế, chỉ có ai không biết phối đồ như tám tôi thì mới phế mà thôi. Còn em thì tôi biết, tôi không cô đơn như nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Tiếp tục ủng hộ kênh để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.